đã quay trở lại với kênh Giả Mã TV. Các bạn thân mến, mèo là một trong những loài thú cưng đang được rất nhiều người ưa chuộng để nuôi ngày nay bởi chúng hiền lành, dễ thương và đáng yêu. Thế nhưng có bao giờ các bạn thắc mắc rằng về sức mạnh thật sự của loài mèo nó như thế nào hay không? Thậm chí loài mèo còn có thể hạ gục được loài rắn nữa đấy. Nghe có vẻ là không tin đúng không nào? Thế nhưng đây chính là sự thật các bạn ạ. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng với admin của Giải Mã đi tìm hiểu xem sức mạnh thật sự của loài mèo và những trận đánh giữa mèo và rắn để xem nó diễn ra như thế nào nhé. Người ta vẫn nói rằng mèo là tiểu hổ, nghĩa là một con hổ thu nhỏ. Điều này có nghĩa rằng dù hình thể nhỏ bé hơn, nhưng mèo vẫn mang trong mình bản năng của một loài thú săn mồi thực thụ và không thể đùa giỡn được. Một, tìm hiểu về loài mèo. Mèo là một loài động vật ăn thịt, thế nên đối tượng để nó săn mồi cho nhu cầu sinh tồn là những loài vật nhỏ như chuột, rắn, cóc, nhái, cá. Và vũ khí săn mồi của mèo đó chính là móng vuốt ở đầu ngón chân, có chiều dài hơn một phân, hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn sắc bén. Móng vuốt của loài mèo là vũ khí khá là lợi hại đối với đối tượng của nó đang săn mồi. Để săn mồi, khi gặp đối tượng hay con vật nó cần bắt để làm mồi, loài mèo thường đứng từ xa cách con mồi khoảng chừng 5-6 mét, sau đó nó nằm bẹp, hạ cơ thể xuống sát mặt đất. Mắt thì chăm chăm nhìn không nháy mắt đến đối tượng, đồng thời bước tới con mồi cần săn rất nhẹ nhàng. Khi đến gần khoảng cách mà nó cảm thấy ăn chắc, loài mèo đã tung ra sức mạnh cuối cùng bằng cách đẩy mạnh hai chân sau và đồng thời phóng mạnh toàn cơ thể phía trước, dùng móng sắc nhọn và lao thẳng ra cào lấy con mồi. Loài mèo thường bắt lấy mồi khá hiểm và độc đáo bằng cách duỗi móng ở hai bàn chân trước ra và túm lấy vào gáy của đối tượng. Đây là cách săn mồi khá là ấn tượng và hiệu quả của loài mèo, sau đó dùng miệng để cắn lên đầu con mồi cho đến chết mới thả ra. Ngày nay thì loài mèo luôn sống với người qua nhiều thế hệ con cháu, cho nên thức ăn của loài mèo là cơm. Thế nhưng dù là loài ăn thịt thú rừng, cá là các loại thức ăn khoái khẩu nhất của họ hàng nhà mèo, con người thường cho mèo ăn cá trộn với cơm. Đây là thứ thức ăn mà mèo thích vì nó có mùi tanh của cá. Loài mèo mà cũng thích ăn thịt thú rừng, nhưng thực tế cho thấy rằng nó thích ăn cá hơn nhiều. Mèo thường đến bên bờ ao uống nước và bắt cá. Cá và chuột thì luôn là thức ăn được ưa chuộng nhất của loài mèo. 2. Mèo kịch chiến chặn rắn hổ mang bò vào nhà chủ. Một con mèo đã phát hiện rắn hổ mang bò trên hành lang trong một ngôi nhà ở thành phố Bangalore của bang Karnataka phía nam của Ấn Độ và lại gần để kiểm tra. Sau đó nó lao tới vồ và chắn đường, ngăn kẻ đột nhập tiến sâu vào nhà chủ. Hình ảnh đã được camera an ninh ghi lại hôm ngày 2 tháng 7. Con mèo nhiều lần ra đòn tấn công trong trận kịch chiến kéo dài vài phút với rắn hổ mang. Nó liên tục vùng vuốt sắc quật lên mình con rắn. Con rắn hổ mang cũng ngóc cao đầu, cố gắng cắn trả thế nhưng lại không trúng vì đối thủ quá nhanh. Cuối cùng thì con mèo dùng miệng ngoạm chặt rắn độc và chạy ra khỏi nhà. Chủ nhà là Arun Chandru trông thấy trận chiến qua camera, chạy vội ra xem để xem con mèo có an toàn hay không. Và Arun đã ngay lập tức gọi cho thợ bắt rắn tới cứu sống con mèo. Chuyên gia bắt rắn bỏ rắn hổ mang vào lọ nhựa và thả nó ở khu rừng gần đó. Có nhiều trẻ con ở trong nhà, con rắn có thể cắn bọn trẻ. Chúng tôi biết con mèo nuôi trong nhà rất thông minh và giờ chúng tôi biết con nó còn thật là dũng cảm, Arun chia sẻ. 3. Rắn khốn khổ bị cóc nuốt nửa người, còn bị mèo tấn công. Một con rắn rơi vào thế lưỡng đầu thọ cứng địch. Trong lúc bị một con cóc khổng lồ nuốt nửa thân người chưa thoát ra được thì lại bị một con mèo tiến đến. Vụ việc kỳ lạ được ghi lại bằng điện thoại đăng tải vào ngày 8 tháng 5, được cho là quay ở Thái Lan. Trong video có thể thấy, chú mèo nhị thể tiến lại gần con rắn và dùng chân trước chạm nhẹ vào sinh vật lạ. Dù không thể thoát ra khỏi bộ hàm của cóc, nhưng rắn vẫn sống và vẫn đe dọa chú mèo. Ban đầu, chú mèo dùng chân trước thăm dò đối thủ. Sau khi thấy chú rắn không tấn công hoặc là có hành động đáp trả, mèo tiến sát gần hơn và dùng mũi để kiểm tra. Con rắn dù rất tức giận nhưng không hề cắn lại mà chỉ đe dọa trong vô vọng. Đoạn phim kết thúc khi mà con cóc nuốt con rắn thêm một đoạn. Đoạn video kỳ thú trên được Lilix thu hút đông đảo người xem và bình luận chia sẻ. 4. Rắn độc giả chết lừa mèo mướp khi bị tấn công. Rắn hoa cỏ cổ đỏ bò vào nhà dân, bị mèo mướp phát hiện và tấn công đã nằm im giả chết để trốn thoát nhưng thất bại.
Một người dân ở Yên Bái, Việt Nam ghi lại cảnh con mèo mướp màu xám và trắng dùng với móng vuốt quật liên tiếp vào đầu con rắn hoa cỏ cổ đỏ hôm ngày 9 tháng 10, theo Viralhub. Sau khi trông thấy con rắn, mèo mướp dành ít phút để kiểm tra kẻ đột nhập và rón rén bỏ tới. Nó căn chuẩn khoảng cách ra đòn khiến cho con rắn quay cuồng với những cú đập đau điếng. Giữa cuộc chiến, con rắn giả chết nằm bất động, mặc cho kẻ thù tấn công. Trừ lúc đối phương không chú ý, con rắn gắng sức trườn đi thật nhanh nhưng lại bị mèo mướp kéo lại. Nỗ lực chạy trốn lần thứ hai của rắn hoa cỏ cổ đỏ cũng thất bại. Con rắn độc chỉ có thể trơ mình chịu đòn, không dám cắn trả mèo mướp. Con rắn bò vào quá sâu vào nhà, mèo mướp đang cố gắng bảo vệ lãnh thổ của nó, người quay phim cho hay. Và rắn hoa cỏ cổ đỏ thuộc họ rắn nước, là một loài động vật bản xứ ở châu Á. Chúng có lớp vảy ánh xanh, lá cây với vùng cổ màu đỏ hoặc là màu vàng, dài khoảng 70-90cm. Nọc độc của loài rắn này có thể gây xuất huyết não, nôn mửa hay là đông máu. Các bạn thân mến, còn rất nhiều những trận đánh giữa mèo và rắn nữa. Hãy tiếp tục theo dõi video để xem được sức mạnh của loài tiểu hổ của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào các bạn nhé. 5. Mèo con hạ gục rắn trong một cuộc chiến sinh tử. Một đoạn clip ghi lại một cuộc chiến sinh tử giữa mèo con và rắn. Với lợi thế phản xạ nhanh nhạy cùng với bộ móng vuốt sắc bén, mèo con không cho rắn một cơ hội nào. Cách thức tấn công của con mèo khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên bởi nó thực hiện thuần thục phương châm đánh rắn phải đánh dập đầu. Mèo là động vật ăn thịt, thế nên đối tượng để nó săn mồi cho nhu cầu sinh tồn là những loài vật nhỏ như chuột, rắn, cóc, nhái, cá. Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân có chiều dài hơn một phân. Hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn sắc bén. Móng vuốt của loài mèo chính là vũ khí khá là lợi hại đối với đối tượng của nó đang săn mồi. Để săn mồi khi gặp đối tượng hay là con vật cần bắt làm mồi, loài mèo thường đứng cách xa con mồi 5-6m. Và trong đoạn clip này thì con mèo đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để chiến đấu với rắn. Dường như chú mèo con này chưa biết rắn cũng là món ăn ưa thích của mình, nên sau khi hạ gục và khoe chiến tích xong, nó đã lẳng lặng bỏ đi. 6. Giáp tâm hãm hại đàn mèo con, rắn độc nhận cái kết cục không thể đau đớn hơn. Một con rắn độc Viper Palestine đã mò vào một ổ mèo gồm 3 con mèo con đang ẩn náu và đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của nó. Khi mèo bố và mèo mẹ phát hiện ra kẻ đột nhập thì chúng đã mau chóng triệt hạ mối nguy hiểm này. Mặc dù giống như tất cả các loài rắn Viper khác, loài rắn này sở hữu nọc độc nguy hiểm. Tuy nhiên khi đối đầu với mèo hoang thì nó gần như bị khắc chế bởi những đòn đánh cùng với hiểm độc chẳng kém đối thủ. Cuối cùng thì con rắn bị mèo bố và mèo mẹ giết chết và trở thành đồ chơi cho bầy mèo con thỏa sức cắn xé. Mèo con sau một phen hú vía cũng không hề sợ hãi mà cùng nhau nô đùa với xác chết của một con rắn. 7. Mèo cát hạ sát rắn đuôi chuông sừng cực độc trên sa mạc. Mèo cát hay còn gọi là mèo độn cát là một loài mèo chuyên sống ở những hoang mạc khô cằn của châu Phi và châu Á. Tuy có kích thước khá là nhỏ, nặng từ 1,4 đến 3,4 kg, dài 39 đến 57 cm, nhưng chúng lại sở hữu khả năng săn mồi tuyệt đỉnh. Sở dĩ chúng có thể tồn tại ở nơi khô cằn bậc nhất thế giới vì có thể hấp thụ nguồn nước nằm ngay trong cơ thể của con mồi. Lần này thì con mèo cát đã bắt gặp một con mồi rất nguy hiểm khi đang lang thang tìm kiếm thức ăn. Đó là một con rắn lục hoang mạc hay là rắn đuôi chuông sừng. Không có nhiều sự lựa chọn tại vùng đất hẻo lánh và khắc nghiệt, thế nên con mèo quyết định tấn công rắn độc. Với đòn miêu quyền, con mèo đã khiến cho đối thủ của mình bị trầy xước thảm hại và dưới cái nóng như là thiêu đốt thì con rắn đã nhanh chóng mất nước rồi kiệt sức và trở thành một bữa ăn ngon miệng cho mèo cát. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về sức mạnh thật sự của loại mèo cũng như là những trận đánh giữa mèo và rắn. Vậy thì các bạn có suy nghĩ gì sau khi đi tìm hiểu về chú tiểu hổ nhỏ mà chúng ta hay nuôi trong gia đình? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng tiếc một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.